Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Rồi, ok anh em này, hôm nay mình lại tiếp tục vào đây để chiến con Ewin anh em nhé, con tài xỉu Ewin. Con game này hiện tại nó đang nổi nhất anh em ạ. Đấy, được nhiều anh em ưa chuộng nhất. Bởi vì theo những cái anh em nào mà chơi thì mình không biết, nhưng với mình thì chơi cái con Ewin này, gọi là nạp rút của nó thì gọi là ok nhất quả đất rồi anh em nhé. Nạp rút trong vòng nốt nhạc anh em ạ. Hiện tại mình đang có 33 của mình, hôm nay mình sẽ vào đây để chiến cái bàn sóc đĩa này anh em nhé. Đấy, bàn sóc đĩa của nó gọi là sóc đĩa thì nó cũng như các bàn khác thôi anh em ạ, nhưng mà con game này quay hũ rồi thì xích bo các kiểu chơi nó cũng thấy nó rất là dễ. Ui vãi trường kìa, cầu đang đi 1-1 đẹp thế nhỉ anh em, quá đẹp luôn. Tứ tử thường thường là đánh lẻ anh em ạ. Vừa rồi tiếng trước tứ tử đi ra ba trắng nên là tay này mình đánh hai củ lẻ. Ôi vãi lìn chết giờ anh em ạ. Vậy ra tứ ấy, vừa rồi ra tứ đi lẻ mà bây giờ lại bệt ngay được anh em ạ. Ok nhá. Trước khi mở bát tay 4 củ lẻ thì anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhá. 5 củ lẻ đi này, 5 lít ba trắng này. Ui không kịp, ba đỏ, mày quá anh em ạ, mày quá chết giờ. Rồi nhô ra được hai củ cho anh em nhá, quá nét phải không anh em, quá nét luôn. Quả này lại đánh tiếp quả ba trắng anh em này, một củ lẻ và đánh 5 lít ba trắng. Ba đỏ mình chỉ đánh 2 lít thôi anh em nhé, nhẹ nhàng tình cảm đúng không anh em. Ba trắng anh em ạ, nét chưa, quá chuẩn luôn. 5 3 15 đấy, 33 lên 37 củ anh em, làm 4 củ rất hợp lý anh em nhỉ. Quả này lại chuyển sang chẵn anh em nhé. 5 lít chẵn và tứ trắng tứ đỏ mỗi con 1 lít. Tứ đỏ rồi anh em ơi, 1 ăn 15 này. Nét chưa, nét chưa, quả cầu vậy chất hơn nước cất anh em ạ, quá chuẩn luôn. Quả này lại đánh chẵn tiếp anh em nhé, cược tiếp đi. Ô cược tiếp mà nào lại. Ui tứ trắng này mẹ, anh em thấy chưa, bắt quả cầu 22 này ai chả bắt được đúng không anh em, ai chả bắt được. Mình đang mỡ thì nếu như không mỡ nhá thì vừa rồi chỉ ăn được chẵn thôi chứ không không bú được quả tứ trắng nữa đâu anh em ạ. Nhưng mà bởi vì đang mỡ đánh tứ tội gì mà không đánh đúng không anh em. Anh em thấy chưa này, quá nét luôn. Như đấy, 33 củ giờ lên 41 củ rồi anh em ạ. Chuẩn chưa? Tiếp tục tay lẻ nữa anh em nhé. Đấy, câu đang đi 22 này thì ai chả bắt được đúng không anh em? Quả này đánh 3 đỏ. Thôi vẫn phải đánh 3 trắng 3 đỏ, kết hơn đánh 2 lít anh em ạ. Quả này mà ôi vãi trường. Mẹ lấy ra quả chẵn này. Chưa hiểu cầu kèo đi như thế nào đâu. Chẵn đi anh em ạ, đánh 5 lít chẵn. Quả này thì chắc nghĩ là không bao giờ có tứ nữa đâu anh em nhé. Đánh mỗi con tứ 50k thôi này. 90% là không có tứ anh em ạ, 99%. Ui vãi trường này. Vãi cả đái. Vẫn lụm tứ ấy. Ngang xin rồi anh em ạ. Chẵn quả này thì đánh sang lẻ anh em nhé. Quả này thì đánh lẻ là rõ rồi anh em ạ. Rồi khả năng là chiến một vài tay nữa là chốt thôi. Ba trắng anh em thấy chưa? Quá nét luôn, như quá chuẩn luôn này. Cầu khó đánh quá anh em ạ.
Cứ liều đánh quả lẻ anh em nhá. Đánh lại. Ôi mẹ, quả cầu đây anh em này. Quả cầu 212 đẹp quá. Ok nhá, quả này là đánh một củ này. Mỗi con 1 lít vào từ trắng từ đỏ. Ok, mình chiến nốt tay này, mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhá. Chúc tất cả những em nào mà đánh theo cái chiến thuật của mình thì đánh đâu thằng đó. Rồi ok, như vậy là 33 củ là mình lụm được 8 củ anh em nhé. Rồi chúc tất cả những em nào mà đánh theo lối đánh của mình thì auto win. Anh em xem clip mà thấy hay thì đừng quên hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để ủng hộ kênh cho mình em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.